Ok, hello anh em mình nhé, chào quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên con nhìn phát thì biết luôn, đúng không? Một TTC. Với số ngày hôm nay thì cũng khá là bé thôi, chỉ 25M này. Nhiều anh em thì hỏi mình là làm thế nào để mình có thể bắt được cái con cầu rồng đỏ một cách chuẩn chỉ, con cầu mấy năm 18 giây ấy, rồng đỏ cũng đúng, mấy năm 18 giây một cách chuẩn chỉ thì đây. Ngày hôm nay thì có gì thì vào đấy luôn, đúng không? Có nhà thì chơi như thế. Rồi, con này thì lại về xỉu luôn này. Có vẻ là đang đi hơi căng đấy nhỉ, đang đi hơi căng đấy, nên là thôi làm gì thì làm mà cứ phải nghiên cứu thử ấy. Tiếp tục ở đây thì đang về xỉu thì mình sẽ chắc là ba tài nhá. Rồi con này thì mình sẽ làm luôn một con tài 10 mét này, vừa vào đấy cứ phải làm tiếng kết đúng không, biết đâu bất ngờ lại lụ. Rồi để xem thế nào đây, không biết là tình hình thế nào, nhưng con cầu này mà nếu mà ok thì ngon, nhưng nhiều khi mà cầu nó xấu quá thì thôi cũng hơi dở, nhưng mà như thế này là nhìn thế này là thấy là ổn rồi, ổn áp như hoa rồi anh em ơi. Cầu kèo cũng gọi được của nó đấy, không quá khó nhưng mà cũng gọi là không quá gãy mà. Tục thì mình sẽ đi con tài thứ hai được 1 mét nhá, nhẹ nhàng đi, xem có đúng đủ ba con tài không. Nếu đúng đủ ba con tài ngày hôm nay là tỷ lệ lên là cũng cao đấy nào. Xem ra làm sao đây, không biết thế nào nhỉ. Cầu này mà đi ok đúng lụm nữa thì bú đẹp rồi, nó sời được chưa. Đánh bé bé thôi cũng ăn, nhưng cần gì phải đánh to đâu anh em, cứ phải đánh to làm cái gì đâu, cứ nhẹ nhàng tình cảm là lên thôi. Rồi để xem thế nào nhé, con này mà nói chung mà đi ok thì lại càng bú nhỉ. Tiếp tục thì cầu này đang lên được, là đang lên được quả này thì mình sẽ lại làm thêm một con tài nữa 1m450, con tài thứ ba nhá. Được thì được mà không được thì cũng phải được rồi, bắt nó phải được rồi. Úi giời, 246 anh ạ, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu đúng không. Cầu kèo đi nó lại quá đẹp, đẹp quá luôn anh ạ. Tầm này thì lại ok rồi, nhìn thì cứ tưởng gãy nhưng mà lên được cái này là cũng tạm tạm đấy anh ạ. Nào, quả này ở đây xem nào. Hết ba tài thì mình sẽ nhảy sang mình đánh con xỉu. Làm nhẹ 1 mét đi. Định đánh 2 mét đấy nhưng mà thôi. Nhưng mà thôi, úi dồi ôi, 146 thì đúng gối rồi thật anh ạ. Vẫn còn tài anh ạ, con xỉu đầu tiên thì vẫn còn tài là trượt nhá. Ok, không sao cả anh ạ. Cứ bình tĩnh thôi, mọi chuyện nó cứ phải từ từ nó mới lên được, chứ đánh mà vội quá thì nó mới là cái đi nhá. Rồi, con này ở đây thì lại nghiên cứu xem nào. Con này thì mình sẽ đánh con xỉu thứ hai, đi nhẹ 2 mét đi. Tầm này thì đang bú gọi là cũng khá là căng, nên là cũng không vướng lắm. Không vướng bận quả cầu ấy lắm. Ui rồi, vừa nói xong, vừa bảo bú căng cái là lại đi, đời đi ngay. Đấy, với thế thì không nói nữa. Thôi rồi, nói hay không thì cứ phải từ từ xem con này thế nào. Con này tiếp tục về con thứ hai không được thì mình sẽ đánh nốt con thứ ba này. Còn bao nhiêu đánh bấy nhiêu nhá. Để xem sao con này lại cứ thôi 3m830 thôi, đánh to quá thì nó cũng lại thành khó ra đúng không, nhưng mà không biết là có khó hay không, như thế này là cũng căng đấy ạ, mong mà lụm thôi. Rồi 234 đấy ạ, ok đúng không, cứ gọi là tuyệt vời. Nhiều khi thì cầu nhìn đứng sợ sợ đánh lại rất là dễ lên. 234 thì mình sẽ tiếp tục là con xỉu cuối cùng rồi đúng không, thì bây giờ mình sẽ chuyển sang mình đánh con điện chắc chắn rồi, hết xỉu thì mình chuyển sang mình đánh. À, câu chuyện nó đơn giản vậy thôi, không khó anh em nhé. Rồi, thì con này đánh sẽ đánh con tài, con tài đầu tiên. Còn đánh nốt tầm 3 tài 3 xỉu thì chắc là nghỉ thôi, đúng không? Bây giờ đẹp luôn nhỉ, anh bé bé mà vẫn ăn cứ gọi là ok đấy. Cứ tưởng là gãy mà ai ngờ là ngon. Lại tưởng gãy mà ai ngờ là bú đậm anh ạ. Tưởng không ngon mà lại ngon không tưởng này. Tiếp tục con này thì mình sẽ đánh con tài thứ hai 1 mét nhẹ nhàng, xem lên được 40 mét không. 40 mét thì ngày hôm nay cầm có 25 nhỉ, 25 lên được 40 nào, úi dồi ôi luôn đấy nhỉ, quá đẹp tuyệt vời luôn ạ, nó lại gọi là tuyệt vời luôn, nhưng mà để xem có tuyệt vời không cơ. Úi giời, được cái nhỉ, ngày hôm nay lên có vẻ thuận buồm xuôi gió phết anh ơi. Rồi quả này là lại lên được 39 rồi này, phải cố gắng là làm thêm mấy con tài nhỉ? Con tài còn con nữa đúng không? Một con cuối đúng không? Xong rồi mình sẽ nhảy sang đánh xỉu là đúng bài.
chuẩn cầu thủ luôn đúng tủ đấy nhỉ, gọi là đúng tủ đấy. Rồi để xem là tủ tủ gì tầm này, xem thế nào anh ạ, không biết là có gãy không, đang nghi là con này sợ gãy gãy thì cũng khoai. Ui biết vậy đánh à, tôi bắt đúng theo thủ thuật đánh, làm gì biết vậy đúng không, cậu kéo biết vậy mà chết nhờ. Quả này thì hết tài rồi thì mình sẽ bắt đầu đi ba con xỉu này, một con đầu tiên đúng không, 1 mét này đấy, cứ đánh nhớ đúng đúng bài được, không khó nhá, chỉ cần nhớ đúng thôi, cứ nhớ chuẩn là lại lên thôi mà. À, để xem quả này thế nào đây, xem thế nào đây, không biết là thế này liệu có lụm được không, đang sợ gãy mà. Nói chung là không gãy thì lại ngon, nhưng cầu này vẫn tiếp tục là đẹp, mình sẽ làm thêm một con xỉu nữa. Con xỉu này con xỉu thứ hai rồi, để xem thế nào ấy, liệu có lụm được không hay không biết nữa. Cầu này chính ra là cũng thành cầu khó đấy, không đơn giản đấy ạ. Nào để xem con xỉu này có phải không này. Ui giời, 1 2 4 anh ạ, lên 40m rồi này đấy, tầm này thấy không, đánh rất là đơn giản thôi. Hay còn lẻ 270 làm lốt nhá, làm lốt tới 270 ạ, ngày hôm nay lên là cũng được anh ạ, vừa tầm đúng không, đánh gọi là vừa tầm. Đấy, bắt quả cầu thế này thôi chứ cần gì nhiều đâu anh em. Tiếp tục con này thì mình sẽ làm lốt một con dạng, lốt một con xỉu nữa thì 270 thì mình nghỉ luôn. À, con này đúng là phải nhảy tài nhưng mà thôi cứ vào lốt đi, con này đánh gọi là giải trí thôi, không quá quan trọng đâu. Ui đúng đánh đúng chuẩn, đi đúng chuẩn bài là nó lại lụm mình ạ, nhưng mà đi nó hơi sai số một tí thôi, không sao cả. Rồi thì thôi tầm này thế này thôi là đẹp anh em nhé, thì mình sẽ nghỉ luôn ạ. Đấy thì các bạn tham khảo cách bắt cầu này của mình, kiếm cũng gọi là ok. Bye bye anh em nhé.